phải là kẹo. Yahoo! Hôm nay mình sẽ được đi chơi với các bạn. Cái gì đây nhỉ? Ha ha, chắc đây là kẹo mới mẹ mua cho mình. Sao mùi vị nó lạ thế nhỉ? Thôi kệ, đến giờ đi chơi rồi. Sao mà ngừa thế nhỉ? Có chuyện gì thế này? Tóc của mình sao tự nhiên lại mọc dài ra thế này? Có chuyện gì thế? Là tiệm cắt tóc. Để lấy cho tôi. Tôi sẽ biến bạn trở nên thật tuyệt vời. Cái chuyện gì vậy? Tôi có thể làm được mà. Cái kéo vào của tôi. Tóc của cháu. Có chuyện gì thế? Cháu bị làm sao vậy? Sang trưởng Labrador, có một con quái vật lông lá đuổi theo chúng tôi. Quái vật lông lá ư? Đáng sợ lắm luôn, nó đi hướng kìa kìa. Chúng ta đi nào. Bóng bay lớn đây. Cháu xin lỗi. Xảy ra. Cháu không có ý mà. Mẹ ơi, con muốn cái này và cả cái này nữa. Xin hãy gói hết tất cả lại cho tôi. Đây. Thương nó. Đây, hoa quả của chú. Đóng gói xong rồi đây. Sao mà chóng mặt thế? Ở đằng kia. Dừng lại. Cái gì đây? Thuốc mọc tóc. Tôi hiểu rồi. Cậu bé đã uống nhầm thuốc mọc tóc rồi. Như vậy là quá nguy hiểm. Chúng ta phải mang cậu bé tới bệnh viện ngay. Ôi, sao mà chóng mặt thế? Sao nhím nhỏ chưa đến nhỉ? Tôi đến rồi đây. Nhím nhỏ, cậu bị làm sao vậy? Wow!
đưa cậu bé tới bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ hãy nhớ không được ăn uống thuốc như ăn kẹo. Các bạn sẽ cảm thấy chóng mặt, đau đầu và đau bụng. Thậm chí tính mạng cũng có thể gặp nguy hiểm nữa. Các vị phụ huynh cũng luôn nhớ để các loại thuốc ra khỏi tầm tay của trẻ con. Hãy nhớ những điều này nhé.